chồng hành hung vợ như kẻ thù, mặc nhiều người can ngăn ở Nam Định. Vụ cô gái không mặc đồ chụp ảnh ở Bình Dương, xác minh người tung ảnh lên mạng. Người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bắt chủ tiệm sửa xe máy Văn Minh dùng thủ đoạn để moi tiền của khách. Công an vào cuộc vụ huấn hoa hồng tranh chấp biển số Ngũ Quý Chính. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ chồng hoặc người tình ra tay hành hung đối phương tàn nhẫn, thậm chí là tước đoạt đi mạng sống của người mình từng yêu thương. Mới đây, lại thêm một vụ việc có tính chất tương tự xảy ra. Theo camera giám sát ghi lại, người đàn ông được cho là chồng tới tấp thường cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, mặc cho nạn nhân van xin bỏ ngoài tai cả lời can ngăn của mọi người xung quanh. Trước đó, người dùng mạng xã hội trở nên xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh được cho là chồng hành hung vợ giả mang. Theo nội dung được đăng tải, vụ việc chồng hành hung giả mang vợ được cho là xảy ra tại một gia đình ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 13 giờ chiều ngày 21 tháng 8. Theo những gì được ghi lại, trong lúc hai vợ chồng đang đôi co, người đàn ông đã lao vào vợ với cú đấm trời giáng. Do bị tác động mạnh, người phụ nữ ngã ra đất ôm mặt đau đớn. Sau đó cô gượng ngồi lên khi được mọi người giúp đỡ. Sau một hồi đi ra ngoài và tiếp tục nghe thấy vợ nói gì đó, gã đàn ông liền lao tới tiếp tục trút đòn roi vào vợ như kẻ thù. Người phụ nữ không có sức phản kháng nên ngã nhào ra bàn. Sự việc vẫn chưa dừng lại khi gã đàn ông tiếp tục hành hung vợ bên ngoài hiên nhà, mặc cho con trai và nhiều người can ngăn. Đáng chú ý, ngoài clip mới được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8, còn xuất hiện một clip khác được cho cũng là gã đàn ông này ra tay với vợ trước đó. Dưới đoạn clip, không ít người đã để lại sự phẫn nộ yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Có người bình luận thật xót xa cho số phận người phụ nữ. Tại sao chị lại phải chịu đựng những cú đánh đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đến như vậy? Tại sao sự việc này lại diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại như vậy mà chị không giải phóng cho bản thân hay tố cáo lên chính quyền? Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là gì, thế nhưng clip vẫn đang khiến cộng đồng mạng sục sôi. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Liên quan đến vụ thiếu nữ không mảnh vải che thân thản nhiên đứng tạo dáng ngay cạnh đường quốc lộ khiến nhiều người không khỏi đỏ mặt. Sáng 22 tháng 8, lãnh đạo thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đang xác minh tài khoản đăng tải hình ảnh cô gái này lên mạng xã hội. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đã làm việc với người chụp ảnh cô gái không mặc đồ trên đường. Người này là ông NTT, sinh năm 1977, quê Vĩnh Long, hiện thường trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ông T cho biết trước đó, ông cùng 4 người gồm một người nước ngoài đã về nước, một người bạn chụp ảnh cùng với ông T, một người mẫu ảnh được ông T thuê với giá 1,5 triệu đồng, 2 giờ chụp, và một người đi theo phụ trợ cho người mẫu ảnh. Ngày 15 tháng 3, ông T cùng nhóm người này đi tới xã Lai Uyên, huyện Bầu Bàng để chụp ảnh, mục đích là chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su để sưu tầm. Sau khi chụp ảnh trong vườn cao su xong, nhóm của ông T bước ra xe để đi về. Lúc đó ông T quan sát thấy con đường vắng với hàng cây thẳng tắp, nên sẵn máy ảnh, ông bảo mẫu ảnh đứng vào vị trí bìa vườn cao su sát hàng cây sao trên vỉa hè chụp thêm vài tấm ảnh. Ông Tê còn cho biết sau khi chụp bộ ảnh mẫu trong vườn cao su thì có đăng ảnh trên trang Facebook cá nhân có tên RQ đã được chỉnh sửa quyền riêng tư vào ngày 30 tháng 7 năm 2024 và khẳng định không đăng những bức ảnh chụp ở bìa vườn cao su như trong clip đăng trên mạng xã hội. Ông T cũng khẳng định các bức ảnh được chụp trong vườn cao su chính xác vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 là những ảnh nghệ thuật và các bức ảnh chụp trên vị trí bìa vườn cao su chỉ với mục đích là làm kỷ niệm, cam kết không phát tán trong bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Sáng 22 tháng 8, lãnh đạo thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết Sở đang xác minh tài khoản đăng tải hình ảnh cô gái này lên mạng xã hội. Hành vi tung ảnh nóng của người khác lên mạng xã hội là xâm phạm đến bí mật đời tư và tác động tiêu cực đến cuộc sống riêng tư của họ. Trong từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Trước đó, đối tượng Phúc bị tuyên án 8 năm tù về hành vi nhận tách thửa đất giúp người dân rồi làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền. Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Cụ thể, bị cáo Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án 8 năm tù về hai tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phía người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị hại không có đơn kháng cáo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm hôm 6 tháng 8, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Phúc ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, cần có mức án nghiêm nhằm răn đe. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phúc biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản của bà T. Theo hội đồng xét xử, bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Đối với các giấy tờ bị cáo thuê người làm giả, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục lưu hồ sơ vụ án. Nội dung bản án sơ thẩm thể hiện năm 2021, bà T, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mua một thửa đất có diện tích hơn 420m² tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của vợ chồng ông NVT nhưng chưa được làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, thông qua LVV 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, bà Thu quen biết Phúc và nhờ ông này làm thủ tục tách thửa đất nói trên, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý thỏa thuận đưa ra mức chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu, tuy nhiên ông này đã lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, đưa một tờ cho bà T để làm tin rồi yêu cầu đưa nốt phần tiền còn lại. Sau khi hành vi bị lộ, Phúc trốn sang Thái Lan, lúc trở về nước thì bị cảnh sát triệu tập. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy chứng nhận gốc và 9 giấy chứng nhận được giám định là giả. Phúc còn giao nộp thêm một giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, một bằng thạc sĩ luật kinh tế, một bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo. Theo giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, ngày 22 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức đang điều tra vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại tiệm sửa xe Văn Minh, thành phố Hồ Chí Minh, do đối tượng Mai Văn Cường, 38 tuổi, thực hiện. Thay vì kinh doanh chân chính, Cường lại dùng mánh khóe phá hoại xe của khách để moi thêm tiền. Vụ án nói trên là một trong những nỗ lực của Công an thành phố Thủ Đức trong việc xử lý các đối tượng, các chủ tiệm sửa xe ở khu vực giáp ranh trước vấn nạn rải đinh dùng thủ đoạn phá hư hỏng xe máy của khách để moi tiền mà bấy lâu nay dư luận bức xúc. Theo đó, qua quá trình điều tra theo dõi một tuần trước, trinh sát hình sự của đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức đã phục kích bắt quả tang Mai Văn Cường, chủ tiệm sửa xe Văn Minh ở quốc lộ 1, phường Bình Chiểu, đang có hành vi dùng vật nhọn đâm thủng ruột xe, dùng kìm làm hư hỏng lốp xe của khách hàng để lấy lý do thay mới ruột lốp xe nhằm moi tiền khách hàng. Thời điểm này, công an tiến hành tạm giữ Cường để điều tra. Qua đấu tranh, Cường thừa nhận hành vi. Cường khai báo, khi khách hàng đưa xe máy bị cán đinh vào tiệm để vá, sửa, anh ta dùng vật nhọn để đâm thêm nhiều lỗ thủng ở ruột xe, dùng kìm để làm hư hại lốp xe. Sau đó, Cường thỏa thuận với khách hàng để thay mới ruột lốp xe. Hầu hết khách hàng phải chấp nhận với giá Cường đưa ra như thay ruột xe mới 90-100.000 đồng hay 200-300.000 đồng một lốp xe. Cường khai báo trong một tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ để moi tiền khách hàng. Công an thành phố Thủ Đức phát đi thông báo, đề nghị ai là nạn nhân của Cường sớm liên hệ trình báo để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng. Thưa quý vị, nổi tiếng với danh xưng giang hồ mạng, sẵn sàng dùng lời lẽ để dằn mặt bất kỳ ai, thế nhưng mới đây Bùi Xuân Huấn, hay còn gọi là Huấn Hoa Hồng, phải đăng video lên mạng xã hội với mục đích kêu cứu trong vụ tranh chấp biển số Ngũ Quý Chín với một vị đại gia ở Bắc Cạn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Bắc Cạn đã vào cuộc điều tra vụ việc nói trên. Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết thời gian qua thông tin về việc cấp biển kiểm soát xe mô tô 97XX99999 được chia sẻ trên mạng xã hội và có những bình luận trái chiều gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.
Ngày 21 tháng 8, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Cạn vào xác minh sự việc theo quy định của pháp luật. Theo đó, biển kiểm soát 97XX99999 được đăng ký lần đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Xe mô tô mang biển kiểm soát nói trên được chuyển quyền sở hữu làm thủ tục sang tên cho chủ phương tiện khác tại thành phố Bắc Cạn. Ngày 1 tháng 6 năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Cạn thực hiện thu hồi đăng ký biển số xe mô tô 97XX99999 theo đề nghị của chủ phương tiện. Biển số xe mô tô này được Công an thành phố Bắc Cạn đăng ký cấp biển định danh cho chủ phương tiện vào ngày 3 tháng 7 năm 2024. Quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký xe mô tô nói trên được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật. Công an tỉnh khuyến cáo các tập thể cá nhân, người sử dụng mạng xã hội không nên chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Trước đó, ông Bùi Xuân Huấn, Huấn Hoa Hồng, đăng tải thông tin kêu cứu về gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy mang biển số 97XX99999 mua cách đây khoảng 1 năm. Theo chia sẻ của ông Huấn, chiếc xe máy biển số Ngũ Quý 9 được mua của người đàn ông ở Bắc Cạn vào tháng 7 năm 2023 với giá 490 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi ông Huấn liên hệ chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển biển số Ngũ Quý 9 sang xe khác, thì chủ cũ không hỗ trợ và nói chỉ bán xe chứ không bán biển số. Người thân của Huấn Hoa Hồng đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết nhưng đều bị từ chối. Phiên đấu giá đất ở Hoài Đức, Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm khi ghi nhận lô trúng giá cao nhất là 133,3 triệu đồng trên mét vuông. Trao đổi với lao động, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết công tác an ninh tại phiên đấu giá diễn ra nghiêm ngặt và đảm bảo được tính minh bạch. Với phiên thứ nhất mà mặc dù khách hàng rất đông, nhưng mà Hoài Đức chúng tôi tổ chức đấu là đảm bảo an ninh rất tốt. Thứ nhất là chúng tôi hình thành 2 vòng kiểm soát. Vòng thứ nhất là kiểm soát những khách hàng là có giấy tiếp nhận là đủ điều kiện tham gia. Sau đó thì mới đủ điều kiện vào vòng 2 để kiểm tra đối chiếu và phát thẻ để vào vòng đấu giá. Và trước khi vào thì tất cả các khách hàng thì chúng tôi đều niêm phong điện thoại. Và trong quá trình đó chúng tôi giám sát thường xuyên những khách hàng làm vi phạm quy chế trong phạm vi khu vực đấu giá thì chúng tôi sẽ thiết lập biên bản và xuất quyền đấu giá. Câu chuyện để có thể thông tin mà để trao đổi được với nhau là về cái chuyện để nâng giá thì nó nguyên vì cá nhân tôi cho là một cuộc đấu giá vừa chúng tôi phối hợp với đơn vị giá và cái đợt lực lượng an ninh làm rất tốt. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành. Theo đó, nhiều quy định về đấu thầu đất đai minh bạch hơn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Anh, phó tổng giám đốc của bấtđộngsản.com cho rằng hiện nay việc đặt cọc và chuyển nhượng vẫn diễn ra dễ dàng, khiến cho mặt bằng giá vẫn dễ bị đẩy lên cao. Ví dụ như là phiên đấu giá xuyên đêm ở Hoài Đức thì mặt bằng giá đấu giá lên tới khoảng độ là 133 triệu cao nhất, trong khi mặt bằng giá ghi nhận theo công cụ lịch sử giá chúng tôi là khoảng độ là 43 triệu mét vuông. Như vậy cũng gấp 3 lần. Cái mặt bằng giá hiện tại nó đang đặt ra một câu hỏi rằng là liệu nó đang là mức giá thực tế phản ánh đúng cung cầu thị trường hay không, hay đây là nó đang có những cái yếu tố tác động tạo nên một cái nền giá tương đối cao. Trước vấn đề trên, bà Phạm Thị Miền, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, để xác định có hiện tượng đẩy giá hay không, cần chờ đợi thời điểm nhà đầu tư nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Thứ nhất, đến cái lúc mà vào tiền thực sự thì mới biết thực sự là cái giá đấy là có người mua thật hay không. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải xem là gì, là trong tất cả những cái lô trúng đấu giá đấy thì cái số lượng những cái lô mà được cái giá 100 hay là 130 đấy nó bao nhiêu, nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Nếu như nó chiếm tỷ lệ là 30, 40, 50%, thậm chí là 70, 80% thì nó là một cái rất bất thường. Nhưng nếu như nhé, nó chỉ có một cái vài cái lô như thế này thì mình phải cảnh giác. Đừng nhìn vào một cái lô cao đột biến vì nó không phản ánh ra một cái hiện trạng chung. Bà Phạm Thị Miền cho biết thêm, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, quy định xếp phân lô bán nền có hiệu lực thi hành, vì vậy phân khúc đất nền đang trong giai đoạn điều chỉnh giá bán. Vì vậy, nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu kỹ trước khi rót tiền đầu tư phân khúc này. Bánh bao đây! Một triển lãm đặc biệt tại Đà Nẵng với chủ đề rong rau đang thu hút người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng, bởi tại đây họ được nghe và nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc về những gánh hàng rong vỉa hè, nghe được tiếng rao chào mời mua hàng, những gánh hàng rong với những món ăn, đồ vật được thể hiện rõ tại triển lãm.
I really like the exhibition. In my own country, I try to do art as well. No, but it was really nice to see how you make art and what types of art and how you use materials. So I really liked the exhibition. I really liked the subject as well, the street vendors. It gave a little bit more insight about the culture. Mình cảm thấy là cái buổi triển lãm này cũng khá là thú vị, kiểu được sống lại những cái khoảng thời gian rất là cũ rồi. Triển lãm nghệ thuật Rong Rao mang đến 30 tác phẩm với hơn 10 loại hình nghệ thuật. Người xem có thể ngồi vào chiếc ghế nhựa quen thuộc thường thấy ở các góc vỉa hè và cảm nhận ánh sáng, âm thanh với tác phẩm Nhà hàng Rong Rao. Đến đây, người xem được tương tác cùng những hình ảnh và âm thanh như xe ép dẻo, mài dao mài kéo, bánh bao đây, hay những chiêm nghiệm rõ về một gánh bánh bèo, bánh đập mà đây có lẽ là tuổi thơ của biết bao người tại Đà Nẵng. Đà Nẵng tôi là một không gian về văn hóa sáng tạo, và tụi mình mong muốn thông qua cái triển lãm Rong Rao này để thể hiện cái đời sống văn hóa được đường phố của thành phố Đà Nẵng. Đến với triển lãm, những người thực hiện dự án mong muốn người xem có được không gian để chậm lại và quan sát kỹ những lát cắt của cuộc sống. Triển lãm văn hóa nghệ thuật Rong Rao được tổ chức bởi dự án Đà Nẵng Tôi, là những người trẻ dành tình yêu lớn với thành phố và mong muốn kể về những câu chuyện văn hóa đường phố Đà Nẵng qua những tác phẩm nghệ thuật. Phà xóm chài kết nối phường Hưng Phú, quận Cái Răng với phường Tân An, quận Ninh Kiều đã hoạt động khoảng 30 năm, phục vụ chủ yếu là lao động phổ thông, bán hàng rong, vé số, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 8 phà dừng chạy. Điều đó khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Thậm chí, nhiều người dân liều mình đi xuồng nhỏ tự phát để đến trung tâm Cần Thơ giữa mùa mưa bão. Cái đi phà thì nó an toàn hơn đi đò rồi. Cái đò nó nhỏ, nhiều khi đi 4-5 người, rồi sóng gió rồi á, rồi con cũng thấy sợ. Giờ mưa đi thì sóng đánh ra chiếc đò thì nó chồng chành, phần cái đò nó nhỏ, nó không có bự nữa. Mình sợ nó lắc qua lắc lại cho mình té, mình đi chân á. Chết xong thì chìm liền nha. Chứ sao giờ không đi sao bán đồ mình nặng phải không, là mình đi không có phà đó, là mình đi cầu Quang Trung, nhưng mà lúc mà mang á thì mình mướn xe ôm chở đồ là 10.000, mình đi về là 20 đó, rồi mình đạp xe không về. Nhưng mà lúc mà mình thả cầu đó là rất là nguy hiểm, tại vì cái mình đi xe đạp mà xe dữ lắm. Theo quản lý bến phà Xóm Chài, bến phà do công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý. Hiện có 3 chiếc là loại 8, 12 và 16 tấn. Hoạt động từ 4:30 đến 22 giờ, trung bình mỗi chuyến cách nhau khoảng 15 đến 20 phút. Khoảng 10 ngày trước đã tạm ngừng hoạt động lý do là bên phòng cảnh sát giao thông đường thủy đi liên ngành được ra thông báo tạm đình chỉ hoạt động bên phà Xóm Chài. Lý do là mình không có giấy phép hoạt động bến. Ông Trần Văn Hiếu, Phó phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều thông tin, trên địa bàn có 5 bến khách ngang sông. Hiện có 3 bến phải tạm ngưng do chưa đủ các điều kiện để công bố hoạt động lại, trong đó có bến phà Xóm Chài. Phòng cũng có phối hợp với ban toàn giao thông thành phố để kiểm tra hoạt động của bến thủy nội địa, thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đã đề nghị tạm ngưng cái bến hoạt động bến phà Xóm Chài tại phường Tân An, thì do là hiện nay là bến của mình là chưa đủ điều kiện để công bố hoạt động lại, do vướng một số các thủ tục về quản lý về đất đai, chẳng hạn như là các quy định về đất đai là cũ đã không còn hiệu lực. Do đó đề nghị thì chủ bến hãy có cái thủ tục để mà liên hệ với các đơn vị cơ quan chức năng để được ký hợp đồng, ký phụ lục hợp đồng để mà mình xem xét cấp lại để cho hoạt động, tạo điều kiện cho người dân qua lại được thuận lợi. Trong khi chờ bến phà hoàn thành các thủ tục để cấp phép hoạt động theo quy định, thì người dân bất chấp nguy hiểm lênh đênh vượt sông Cần Thơ giữa mùa mưa bão. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.